đó đó, chúng ta có thể đỡ được đòn đá của đối phương luôn, đòn đá của bạn tập luôn, đòn đấm và đòn đá luôn, rất tuyệt vời ha. Đây. Xin chào, hello anh em nha. Đây, hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái bát 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 đấm bát đá, đấm và đá luôn, vừa đấm và vừa đá, ok chưa? Tại sao mình gọi là vừa đấm vừa đá? Vì bát nó to các bạn, có thể chúng ta đeo vào thì nó sẽ xuống thẳng tới cẳng tay các bạn. Bình thường thì nó cái bát đấm thì nó chỉ tới cái cổ tay đi lên thôi, còn ở đây vừa đấm vừa đá thì chúng ta có thể đỡ được xuống tới cẳng tay, sử dụng để chúng ta đỡ được lực cao hơn. Đó, các bạn có thể đá được luôn, đá được thì sẽ vào phần cánh tay, vào phần cánh tay dưới các bạn luôn, các bạn sử dụng chân để đá vào phần cánh tay dưới luôn, phần đệm này đỡ ngay chỗ cổ xuống cổ tay các bạn luôn, đây các bạn đó đó, chúng ta có thể đỡ được đòn đá của đối phương luôn, đòn đá của bạn tập luôn, đòn đấm và đòn đá luôn, rất tuyệt vời ha. Đây, mặt da chất lượng tốt, mẫu này cũng khá là cao cấp các bạn, mẫu này 1.250.000 một cặp là hai cái như thế này. Đây, giá của nó cũng khá là cao đó, bởi vì chất lượng nó khá là tốt nha. À, bên mình hiện tại đang là hàng chính hãng của BN nha. BN là một trong những nhà cung cấp dụng cụ võ thuật có tiếng ha. Đây, ok chưa? Này các bạn xem cái gối nè, gối này gối để đệm tay chúng ta không bị đau tay nè, đỡ được những cái đòn đá uy lực nè. Ha. Rồi ở bên trên này là đổi màu, hai màu có thể đổi theo ánh sáng hay không các bạn? Nè, đổi theo ánh sáng nè. Đó, yeah, tuyệt vời chưa? Này trên đây là những cái lỗ thoáng khí, được may rất là chắc chắn nha. Rồi, ok, dày 10 phân nha các bạn. Này, còn bề mặt của nó khá là to nè, hơn 20 phân, 30 phân nè, phải không? Chiều ngang là 20 nè. Đó. Ok chưa? Rồi, bạn nào quan tâm tới những dòng sản phẩm về đá đấm này thì liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776 8999. Rồi, chào tạm biệt các bạn.